Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Vụ thảm án cháu trai sát hại ông bà ngoại trên 80 tuổi khiến người dân ở thôn Tạ Trung, Trí Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên vô cùng bàng hoàng. Một nhân chứng cho biết, lúc người này chạy sang, nghi phạm PH tên đối tượng viết tắt vẫn còn xuống tay với ông bà ngoại. Không lâu sau, khi công an xã đến, PH mở khóa cửa cổng cho các chiến sĩ vào rồi quỳ xuống giơ hai tay. Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thị M, tên viết tắt 46 tuổi, hàng xóm của nạn nhân cho biết, vào khoảng 1 giờ 20 ngày 2 tháng 4, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu nhỏ của ông L. Tôi liền chạy sang nhà nhưng cửa cổng khóa. Tôi nhìn thấy cửa trong nhà ông L và bà H mở. Khi ấy, ông Thà, trưởng thôn Tạ Trung đang ở bên ngoài cửa cổng trong tình trạng run sợ, không thể bấm điện thoại gọi cho công an xã. Thấy vậy, tôi liền bấm điện thoại cho ông ấy gọi công an. Khi công an xã đến, tôi nhìn theo vào trong nhà, thấy PH đang dùng dao đâm chém ông L và bà H. Hai ông bà nằm trên vũng máu ngay cửa nhà. Nhìn thấy cảnh đó, tôi bủn rủn chân tay. Theo chị M, không lâu sau khi công an xã đến, người cháu này vẫn bình thản đã mở khóa cửa cổng cho các chiến sĩ vào rồi quỳ xuống giơ hai tay. Chị M cho biết, quan sát ở hiện trường, tôi thấy ông bà L, tên nạn nhân viết tắt, bị PH đâm chém rất nhiều nhát. Ông L bị nhiều vết thương hơn vợ, đang trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, bà H bị các vết thương rất nặng nên đã tử vong. Khi bị công an bắt và lập biên bản hiện trường, PH liên tục đập đầu xuống nền nhà, nhưng mọi người đỡ nên không sao. Lúc ấy PH cũng không chống đối gì để các chiến sĩ công an đưa đi. Theo một số người dân sống quanh nhà nạn nhân, PH từng nghiện game và hiện nay nghi nghiện ma túy. Ngày thường, PH không to tiếng với ai. Ngày 1 tháng 4, bố PH phải đưa vợ lên bệnh viện ở Hà Nội để điều trị nên có nhờ người đến trông PH. Chị M thông tin thêm, tối hôm đó PH không ăn cơm mà cứ lượn đi lượn lại trước mặt người trông nom và không nói gì. Đến khuya, PH lẻn sang nhà ông bà ngoại rồi gây ra sự việc đau lòng. Ông Nguyễn Văn Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chính Nghĩa cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 sáng 2 tháng 4, người dân địa phương nghe tiếng động mạnh ở nhà ông Đào Quang L và vợ là bà Hát. Cả hai đều trên 80 tuổi, trú tại thôn Tại Trung. Khi mọi người sang đến nơi, thấy ông L và bà Hát bị thương tích nặng, nghi do bị đâm bằng vật sắc nhọn nên lập tức đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu. Theo ông Nguyễn Văn Xuyên, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Hát đã tử vong, còn ông L trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Xuân PH, sinh năm 1993, trú xã Chính Nghĩa, cháu ngoại của ông L và bà Hát. Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa thông tin, sau khi xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm PH. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Công an đang xác minh xem nghi phạm có dùng ma túy hay không. Ông Duyên chia sẻ thêm, ở địa phương, nghi phạm PH không thuộc diện nhận trợ cấp xã hội như người thần kinh, tâm thần. Cơ quan điều tra đang nghi PH có biểu hiện ngáo đá. Người dân ở thôn Tạ Trung, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên cho biết, khi còn là học sinh, nghi phạm Nguyễn Xuân PH, sinh năm 1993, rất nghiện game. Thời gian gần đây, PH có dấu hiệu nghi ngờ nghiện ma túy. Sau khi xảy ra vụ thảm án, cháu trai sát hại ông bà ngoại ở Hưng Yên, phóng viên tìm về ngôi nhà của nạn nhân ở thôn Tạ Trung. Mới đặt chân đến đầu thôn, đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao về vụ án. Tại ngôi nhà của ông Đào Quang L, không khí vắng lặng khi ông đang nguy kịch tại bệnh viện, còn vợ ông là bà Hát đã tử vong. Anh Nguyễn Văn Hát, tên viết tắt, hàng xóm của vợ chồng ông L và bà Hát cho biết, ông L vốn ở thành phố Hưng Yên về đây công tác, lấy vợ và nghỉ hưu ở đây. Vợ chồng ông L sinh được hai người con, nhưng con trai mất cách đây khá lâu, chỉ còn lại cô con gái là mẹ của PH. PH là nghi phạm. Bà Hát có ít anh em họ hàng thân thích ở đây. Anh em của ông L cũng ở xa, nên khi xảy ra vụ việc, chủ yếu là hàng xóm lo toan. Mãi chiều tối mới có anh em xa và người thân đến lo việc. Hai ông bà sống chan hòa, có tình có nghĩa với hàng xóm xung quanh. Vậy nên, khi ông bà ấy bị cháu trai sát hại, chúng tôi ai cũng thương. Ông Lê Minh Tê, tên viết tắt, một hàng xóm khác chia sẻ, PH học cùng con nhà tôi. Từ bé, PH hay chơi game, có nhiều hôm, PH chơi cả ngày không ăn cơm. Thậm chí, PH chơi game cả tháng không ra khỏi nhà. Lớn lên, PH có đi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thời gian sau nữa, PH về nhà thường có người trông nom và không thấy ra ngoài nhiều. Chúng tôi nghi cháu nghiện ma túy nên gia đình mới trông nom cẩn thận như vậy. Bình thường PH tiếp xúc với mọi người thì ăn nói nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng hay chửi mắng ai. Chúng tôi rất bất ngờ trước hành động của PH. Tuy nhiên, anh Lê Minh V, tên viết tắt, sống tại thôn Tạ Trung nói, PH ngáo đá mới sát hại ông bà ngoại như vậy.
Tôi biết PH nghiện ma túy từ lâu rồi nên bố mẹ nó mới trông rất cẩn thận. Nhiều lúc PH không bình thường và ít ra ngoài giao lưu cùng bạn bè trang lứa. Ông Nguyễn Văn Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chính Nghĩa cho biết, PH từng đi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và về nhà. Việc PH có bị ngáo đá hay không thì cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Một cán bộ công an huyện Kim Động cho biết, vụ án đã được chuyển lên cơ quan công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Ngày 2 tháng 4 trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chính Nghĩa cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng nay. Người dân địa phương nghe tiếng động mạnh ở nhà ông Đào Quang L và vợ là bà Hát. Cả hai đều trên 80 tuổi, trú thôn Tạ Trung. Khi mọi người sang đến nơi thì thấy ông L và bà Hát bị thương tích nặng, nghi do bị đâm bằng vật sắc nhọn nên lập tức đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Theo ông Nguyễn Văn Xuyên, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Hát đã tử vong, còn ông L trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Xuân PH, sinh năm 1993, trú xã Chính Nghĩa, cháu ngoại của ông L và bà Hát. Thường ngày, nghi phạm PH ở trên trang trại cùng bố mẹ đẻ ở khu chăn nuôi gà tập trung thuộc xã Chính Nghĩa. Vài ngày nay, mẹ của PH mắc bệnh phải điều trị tại bệnh viện. Bố đẻ lên chăm mẹ, PH ở nhà trông coi nhóm thợ đang xây thêm chuồng trại. Không hiểu vì lý do gì mà PH lại ra tay với ông bà của mình. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chính Nghĩa thông tin, sau khi xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm PH. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Công an đang xác minh xem nghi phạm có dùng ma túy hay không. Ở địa phương, nghi phạm PH không thuộc diện nhận trợ cấp xã hội như người thần kinh, tâm thần. Cơ quan điều tra đang nghi PH có biểu hiện ngáo đá. Ông Nguyễn Văn Duyên chia sẻ thêm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!